Đối với những người tâm cơ phức tạp, nói chuyện không cùng quan điểm, đường đã không cùng hướng, hà tất phải cưỡng cầu. Giống như hai đường thẳng song song không thể có giao điểm vậy, mỗi người một ngả, không hồi âm, cũng chẳng cần thiết phải liên quan tới nhau. Một người sở dĩ vui vẻ hoàn toàn không phải vì họ sở hữu nhiều, mà bởi họ toan tính ít. Họ có một trái tim khoan dung, độ lượng, họ hiểu thế nào là dĩ nhân vi thiện, dĩ thành đại nhân. Đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, bằng sự chân thành, khoan dung yêu thương mọi người xung quanh. Họ nghĩ tới những điều người khác nghĩ, lo lắng cùng nỗi lo của người khác. Ở thời điểm thích hợp, họ đem lại cho người khác sự giúp đỡ và sự ấm áp. Con người sống ở đời, phong ba bão táp là chuyện thường tình. Dù bạn không muốn từ bỏ một chuyện nào đó tới đâu, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Dù bạn có đau khổ tới đâu, cuối cùng phải lau khô nước mắt, dũng cảm đối mặt. Bởi lẽ, có những việc chỉ có thể một người làm, có những ải chỉ có một người qua, có những con đường chỉ có thể một mình bước đi. Đời người chính là một hành trình được mất. Mất đi sự ngây thơ có được sự trưởng thành, mất đi sự đơn thuần có được sự chín chắn, mất đi sự rảnh rỗi có lại được thành quả. Mất đi người luôn đồng hành với mình mới hiểu hết được vui buồn của tụ tán ly hợp. Có lẽ nếu không trải qua cảm giác đau đớn khi mất đi, sẽ không biết trân trọng những thứ đã từng có. Nhân sinh nhái cũng bao lần tò mò tự hỏi, làm sao có thể đạt được sự độ lượng khi bị lăng mạ? Làm thế nào có thể bình thản như mặt hồ phẳng lặng? Bản ngã trong ta cười và nói, để có thể bình thản như mặt hồ phẳng lặng, then chốt là vứt bỏ tất cả chấp trước và từ bỏ mọi tình cảm và dục vọng. Vì thế ta phải học làm thế nào để buông bỏ bản thân mình. Trong thế giới con người, nguyên nhân tại sao mà có nhiều tranh cãi và tại sao tâm ta không ngừng nghỉ và cảm thấy không yên tĩnh? Là vì họ quan tâm quá nhiều về chính bản thân họ. Cuộc sống có biết bao điều khiến ta nuối tiếc, bao điều khắc khoải u sầu. Tuy nhiên, đau khổ hay sướng vui, tất cả rồi cũng trở thành những điều đã qua. Chỉ có buông xuống mới giúp cho bản thân mình nhẹ bước thanh thang. Nhân sinh ở đời, có rất nhiều sự tình đều nằm ở tự thân, rất nhiều cảm nhận đều thuộc về cá nhân. Người có tấm lòng thoáng đãng thì thấy tiền đồ rộng mở, ai lòng dạ hẹp hòi thì thấy đời trắc trở gian nan. Vậy nên dụng tâm làm người, chuyên tâm làm việc, rộng mở tấm lòng, tâm thái ung dung mới có thể giúp người, giúp mình. Quá khứ là điều đã qua, mà tương lai là điều chưa tới. Chân quý hiện tại mới là chân quý bản thân mình. Làm người nhấc lên được thì cũng phải bỏ xuống được. Cũng như việc gì gánh không được thì hãy buông xuống, nghĩ không thông thì hãy cứ bỏ qua. Cuộc sống vốn chẳng có gì dễ dàng, đời người dài ngắn cũng chỉ trên dưới 36.000 ngày. Hà tất phải đắm chìm trong những phiền muộn để uổng phí tháng năm. Quá khứ không giúp chúng ta mạnh mẽ, tương lai mới là động lực mình cần. Kiếp người có dài ra sao hay ngắn cỡ nào cũng đều gói gọn trong 3 ngày. Ngày hôm qua, hiện tại và ngày mai. Ngày và đêm tuy thay đổi nhưng hôm qua chỉ còn là dòng nước, một đi không trở lại. Hôm nay tuy vẫn còn nhưng đang dần trôi mất, ngày mai tuy chưa đến nhưng rồi cũng sẽ lại qua. Chỉ có buông xuống ngày hôm qua, trân quý ngày hiện tại, thì ngày mai mới không phải ân hận, u sầu. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.